Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi sau một tuần vắng bóng thì chúng ta lại được gặp lại nhau ở trong cái chương trình giao lưu này. Và ở tuần này thì chỉ có một mình ngồi ở đây và giao lưu với các bạn thôi, bởi vì trời nó bắt đầu trở lạnh rồi. Thì chị Diệp chị ấy lại đi chơi bạn trai luôn. Chị ấy bỏ rơi, chả yêu thương mình gì cả. Chúng ta sẽ bắt đầu chữa luôn ở câu số 1. Câu số 1 của chúng ta thì đề bài hỏi rằng từ cái hỗn hợp gồm có glycine và alanine thì tạo ra tối đa bao nhiêu peptide mà trong phân tử có hai liên kết peptide. Thì liên kết peptide là gì? Cái liên kết peptide đó là cái liên kết mà nó có dạng CO nối NH, mà nó được xuất phát từ hai cái phân tử đơn phân của nó, đó là các alpha amino acid liên kết với nhau thì sẽ liên kết với nhau. Cái liên kết CO này H đấy sẽ được gọi là liên kết peptide, và chứa hai liên kết peptide thì có nghĩa là cái peptide đấy sẽ phải là tripeptide, tức là có chứa ba góc. Thì tức là ở câu này chúng ta sẽ có một cái công thức tính nhanh, đó là từ hai cái amino acid này chúng ta sẽ tạo ra được tối đa là 2 mũ 3, tức là 8 tripeptide. Và đáp án chúng ta ở câu 1 đó là đáp án D. Nếu mà các bạn không tin ý, thì cái con số 8 này nó cũng khá là bình thường thôi. Chúng ta có thể biết tất cả các cái tripeptide mà nó có thể tạo ra từ glycine và alanine và kiểm chứng lại. Câu số 2. Ở câu số 2 thì đề bài yêu cầu chúng ta chọn phát biểu sai. Ý thứ nhất, thủy phân protein bằng axit khi đun nóng thì sẽ cho một hỗn hợp các amino acid. Phát biểu này là một phát biểu đúng. Và nếu mà chúng ta muốn đúng hơn một chút ý, thì có thể ghi là thủy phân hoàn toàn protein. Và phát biểu số 2, phân tử khối có một amino acid gồm một chức amino và một chức carboxin thì luôn luôn là số lẻ. Thì phát biểu thứ hai này cũng là một phát biểu đúng. Và tại sao nó lại luôn luôn là một số lẻ? Bởi vì chúng ta được biết rằng các cái amino acid mà chỉ gồm một chiếc amino và một chiếc carboxin ấy thì nó sẽ có công thức cấu tạo dạng là chúng ta sẽ xây dựng công thức của nó sẽ có thể có dạng là CXHI, bởi vì nó chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm carboxin cho nên là sẽ chứa một nitơ và hai oxy. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái hệ số x này thì nó không quan trọng lắm, nhưng mà cái con số y của chúng ta ấy sẽ luôn luôn là số lẻ, bởi vì chúng ta được biết rồi, các cái hợp chất hữu cơ mà có chứa nitơ thì khi xây dựng công thức phân tử của nó cứ có thêm bao nhiêu nitơ thì chúng ta sẽ cộng thêm bấy nhiêu hydro vào trong cái phân tử hợp chất hữu cơ đấy. Và ở trong cái trường hợp này thì có một phân tử nitơ cho nên là số hydro ban đầu từ cái phân tử mà chúng ta xuất phát ấy, thì nó sẽ được cộng thêm một vào nữa, cho nên con số đáng ra cái con số hydro nó luôn lẻ thì nó sẽ trở thành số chẵn, nó luôn là số chẵn thì nó sẽ chuyển thành số lẻ. Và chính vì thế cho nên là cái phân tử khối này sẽ luôn luôn là số lẻ, bởi vì cái phân tử khối của nó sẽ bằng 12x cộng với y cộng với 32 cộng với 14. Chúng ta thấy rằng các con số này chẵn, số này chẵn và số này lẻ, cho nên cái phân tử khối của nó sẽ lẻ. Chính vì thế cho nên ý thứ hai cũng là ý đúng. Ý thứ ba, các amino acid đều tan trong nước thì phát biểu này rất là đúng rồi. Tất cả các amino acid của chúng ta đều tan tốt trong nước và là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường. Và đáp án ý thứ tư, dung dịch amino acid không làm giấy quỳ đổi màu, thì chúng ta có thể thấy rõ rằng đáp án D đã sai rồi. Cái dung dịch amino acid của chúng ta chỉ không làm giấy quỳ đổi màu khi mà cái số các nhóm amino và các nhóm carboxin này bằng nhau. Còn trong trường hợp nó có sự chênh lệch thì sẽ làm quỳ tím đổi thành màu xanh hoặc là màu hồng tùy theo cái sự chênh lệch đó. Và đáp án là câu 2 cũng là D. Tiếp theo câu 3. Câu 3 của chúng ta cho một peptide gly ala va ala gly
3 phe. Chúng ta sẽ viết nó ra đây để tiện quan sát. Đó là Gly, Ala và Ala. Gly và phe. Trước hết thì mình muốn nói một chút về cái amino acid phenylalanine này. Thì có lẽ là một số bạn chưa được rõ về nó. Thì bởi vì ở trong sách giáo khoa chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta một số những cái amino acid mà thường gặp. Đó là glycine, alanine, valine, acid glutamic, lysine và tyrosine. Thì đó là những cái amino acid mà chúng ta gặp rất nhiều. Ngoài ra là chúng ta cũng có thể gặp thêm phenylalanine nữa. Thì nó sẽ có công thức cấu tạo rất là đơn giản thôi, mà nó chính nó sẽ xuất phát từ cái hợp chất alanine mà chúng ta đã quen thuộc rồi. Như chúng ta được biết thì cái hợp chất mà chúng ta bỏ cái vòng benzen này đi và thêm vào đây một hydrazo ấy, thì nó sẽ chính là alanine. Nhưng mà khi mà chúng ta thay thế cái gốc chúng ta thay thế một hydro ở nhóm CH3 bằng một gốc phenin thì sẽ thu được hợp chất mới mà chúng ta có tên thường gọi của nó là phenylalanine và viết tắt là phe. Và đề bài của chúng ta hỏi rằng thủy phân không hoàn toàn peptide này thành các peptide ngắn hơn thì tổng số các peptide tạo ra có bao nhiêu peptide có phản ứng màu biure với dung dịch CuH tất cả hai lần. Và mình cũng sẽ nói thêm về cái phản ứng màu biure. Phản ứng màu biure đó là một phản ứng rất là đặc trưng của các peptide và của protein nói riêng. Đó là một cái phản ứng mà khi cho hợp chất có chứa từ hai liên kết peptide trở lên, tức là từ tripeptide trở lên, tác dụng với lại dung dịch đồng hai hydroxit thì sẽ tạo ra chất kết tủa có màu tím đặc trưng, đó chính là phản ứng màu biure. Và những hợp chất như thế nào thì sẽ có phản ứng màu biure thì mình sẽ được trả lời luôn. Đó là những cái hợp chất mà nó có chứa từ hai liên kết peptide trở lên, tức là từ tripeptide trở lên. Và ở trong câu này thì chúng ta sẽ lần lượt liệt kê ra những cái hợp chất có khả năng, đó chính là tripeptide, tetrapeptide và pentapeptide và hexapeptide. Ngoài ra thì còn có heptapeptide nữa. Và nó thực sự là nó không khó, cho nên mình sẽ cho đáp án của câu 3 này là cũng là đáp án D. Chúng ta sẽ tạo ra được 14 hợp chất có đủ những cái yếu tố như thế. Tiếp theo, chúng ta sẽ chữa đến câu 4. Câu số 4 của chúng ta. Peptide của chúng ta có công thức mà người ta cho thành một duỗi như thế. Thì chúng ta có thể viết nó lại dưới cái dạng danh pháp mà chúng ta thường dùng. Dễ thấy là cái nhánh đầu tiên của chúng ta đó chính là glycine. Thì peptide sẽ có dạng là gly nối với ala nối với valine. Không, cái peptide này chúng ta nó không có tên gọi. Tiếp theo thì nó sẽ ra là X đi. Và tiếp theo, cuối cùng đó lại là ala. Nhưng mà chúng ta dễ thấy rằng khi mà thủy phân cái peptide X này ấy, thì các cái sản phẩm nào mà chúng ta thu được các cái sản phẩm nào mà chúng ta có khả năng thu được, đó là đáp án A là gly ala. Có thu được không ạ? Có. Đáp án B là gly. Đáp án B là glu-gly. Đây. Và đáp án C là ala-glu. Chúng ta cũng thu được. Và cuối cùng đáp án D là gly-glu thì không thu được. Cho nên đáp án của câu 4 của chúng ta cũng là đáp án D. Tiếp theo, câu số 5. Câu số 5 của chúng ta thủy phân hoàn toàn một tetrapeptide thì thu được 2 mol glycine, 1 mol alanine và 1 mol valine. Và người ta hỏi số đồng phân cấu tạo của peptide
x đó là, thì đáp án câu 5 này cũng là đáp án D. Chúng ta sẽ thu được 12 đầu phân cấu tạo mà thỏa mãn, 12 đầu phân cấu tạo tetrapeptide mà thỏa mãn với yêu cầu của đề bài. Tiếp theo câu số 6. Câu 6 chúng ta tương tự câu 2, đề bài yêu cầu chúng ta chọn phát biểu sai. Và chúng ta sẽ lần lượt đi từ các đáp án. Phát biểu A, tetrapeptide gly ala gly có phản ứng màu bure với lại đồng 2 hydroxit. Thì chúng ta vừa nhắc đến ở bên kia rồi, nó là tetrapeptide cho nên nó sẽ có phản ứng màu bure, tức là đáp án A đúng. Ý B, trong phân tử dipeptide mạch hở thì có hai liên kết peptide, thì đáp án này bắt đầu sai rồi. Nếu mà có hai liên kết peptide thì nó sẽ phải là tetrapeptide, còn dipeptide của chúng ta thì chỉ có một liên kết peptide thôi, nhưng mà nó sẽ được tạo thành từ hai đơn vị amino acid cho nên được gọi là dipeptide. Đáp án C, protein đơn giản thì được tạo thành từ các gốc alpha amino acid, và đáp án C đúng. Chúng ta có hai loại protein, đó là protein đơn giản thì được tạo thành từ các gốc alpha amino acid, và protein phức tạp thì ngoài cái thành phần protein đơn giản ra thì nó sẽ còn các cái thành phần phi protein khác, ví dụ như là lipid hoặc là các cái hợp chất cao phân tử mà có chứa phosphor chẳng hạn, hay là lưu huỳnh. Và đáp án D, tất cả các peptide đều có khả năng phân ra phản ứng thủy phân, thì đáp án D là một đáp án rất là chuẩn xác. Và đáp án câu 6 này đó là đáp án B. Tiếp theo câu 7. Câu 7 thực chất cũng chỉ là một câu dễ thôi, nhưng mà nó kiểm tra cái khả năng mà tìm ra cái công thức cấu tạo của chúng ta của peptide ban đầu, khi mà chúng ta đã có được các cái sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của một phản ứng thủy phân peptide. Và chúng ta thấy rằng đề bài cho thủy phân hoàn toàn một mol peptide X thì thu được các amino acid A, B, C, D, E mỗi loại một mol, thì có nghĩa là cái peptide của chúng ta đấy nó sẽ là pentapeptide, bởi vì tỷ lệ của các peptide chúng ta thu được là 1:1:1:1 mà lại có 5 amino acid A, B, C, D, E, cho nên nó sẽ là pentapeptide. Đầu tiên chúng ta kết luận như thế. Pentapeptide thì có một cái cách để mà chúng ta tìm ra được cái công thức cấu tạo đúng của một peptide ý, khi mà nó đã có các cái sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của nó. Tức là thường thì chúng ta sẽ chọn ra cái sản phẩm thủy phân không hoàn toàn nào mà nó có cái mạch dài nhất ý, để chúng ta xây dựng. Như ở đây chúng ta thấy được rằng cái mạch dài nhất mà chúng ta có đó chính là cái tripeptide DCB. DCB thì chúng ta thấy rằng cái đầu D này nó sẽ phải từ cái DCB của chúng ta ấy thì nó sẽ tạo ra được cái dipeptide DC rồi, tức là chúng ta không quan tâm đến DC nữa. Ngoài ra thì cái pentapeptide ban đầu chúng ta muốn tạo ra được dipeptide AD ấy, thì bắt buộc A phải đứng ở vị trí này, và muốn tạo ra được dipeptide DE thì bắt buộc là E phải đứng ở vị trí này. Chính vì thế cho nên đáp án ở câu 7 của chúng ta đó là đáp án C. Và công thức cấu tạo của pentapeptide thì chúng ta đã có trên bảng, đó là ADCBE. Tiếp theo là câu số 8. Ở câu số 8 này thì hôm qua khi mà mình nhận được đề từ phía chị Diệp ấy, thì có một bạn cũng hỏi mình là câu số 8 này có những phát biểu nào đúng vậy anh. Thì mình cũng đã trả lời bạn ấy rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ liệt kê các cái đáp án đúng của cái câu số 8 này một lần nữa để cho tất cả chúng ta cùng được biết. Ý thứ nhất, có thể tạo ra tối đa được 2 dipeptide từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp alanin và glycin và gly. Thì chúng ta dễ dàng thấy được cái phát biểu số 1 này là sai rồi. Chúng ta có thể tạo ra được đến 2 giai thừa 2 mũ 2, tức là 4 dipeptide từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp hai cái amino acid này. Cụ thể chúng ta có thể viết ra 4 cái dipeptide đấy, đó chính là ala ala, gly gly, ala gly và gly ala. Chúng ta chú ý rằng hai cái amino acid ala gly và gly ala tuy rằng chúng nó trông có vẻ khá là giống nhau ấy,
Nhưng mà khi mà giao hoán đi thì sẽ cho một cái peptide hoàn toàn khác. Và chúng ta lưu ý rằng từ N peptide từ N amino acid khác nhau. Thì chúng ta có thể tạo ra được tối đa bao nhiêu peptide ạ? Đó là N giải thừa peptide mà nó có chứa cả N gốc này. Và đáp án đúng không? À, và ý thứ nhất của chúng ta như thế là sai rồi. Để sang ý thứ hai, khác với acid acetic thì acid amino acetic, acid amino acetic của chúng ta đó chính là glycine. Và có thể tham gia phản ứng với dung dịch acid chlorhydric hoặc là tham gia phản ứng trùng ngưng. Thì ý số 2 của chúng ta là một ý đúng. Chúng ta viết vào đây. Đấy là các tính chất chung của amino acid. Đó là tham gia được với dung dịch HCl, HCl bởi vì nó có một đầu amino. Ví dụ như là phenin này chẳng hạn, có đầu amino này sẽ tác dụng với dung dịch HCl và tham gia phản ứng trùng ngưng. Tham gia phản ứng trùng ngưng thì nó cũng đáp ứng đủ cái yêu cầu của một đơn phân khi tham gia phản ứng trùng ngưng, đó là nó có chứa hai cái nhóm chất khác nhau. Để khi mà tham gia phản ứng trùng ngưng thì hai cái nhóm chất này sẽ tách ra một phân tử monomer, và cụ thể ở đây là nước. Tiếp theo, ý số 3, giống với acid acetic, giống với acid acetic, amino acid có thể tác dụng với bazơ tạo muối và nước. Thì ý số 3 này của chúng ta cũng là một ý đúng. Chúng ta lấy ví dụ luôn ở trên cái phân tử phenylalanine này, nó sẽ có một đầu COH tương tự với cái nhóm chất carboxin có trong acid acetic để tác dụng với bazơ tạo muối và nước. Và cụ thể thì nó có thể tác dụng được với những bazơ như thế nào để tạo ra muối và nước? Thì thường trong chương trình ấy, thì chúng ta sẽ chỉ được gặp là nó tác dụng với lại các cái bazơ mà có tính kiềm khá là mạnh, mà chúng ta thường gặp nhất đó là bốn cái bazơ tan mà chúng ta được gặp. Đó là NaOH natri hydroxide, KOH kali hydroxide, BaOH tất cả hai lần bari hydroxide, CaOH tất cả hai lần. Thực ra là hợp chất ít tan, nhưng mà trong chương trình chúng ta coi là tan canxi hydroxide. Và một cái bazơ vô cơ nữa mà chúng ta được gặp đó là NH3, đồng thời là một số amin. Nhưng không phải là tất cả các amin đâu nhé. Các amin mà nó có tính amin mạnh hơn NH3 thì chắc chắn đã phản ứng rồi. Còn các cái amin mà có tính bazơ yếu hơn NH3 ấy, thì chúng ta không xét cụ thể ở đây, nhưng mà mình cứ cho chung chung là amin. Và tiếp theo, câu số 4, đó là acid acetic và acid alpha amino glutaric có thể làm đổi màu quý tím thành đỏ. Thì ý số 4 này của chúng ta cũng là một ý đúng. Cái acid alpha amino glutaric ấy, thực tế nó chính là acid glutamic thôi. Acid glutamic của chúng ta sẽ có công thức cấu tạo dạng là HOOC nối CH, nối CH2, nối CH2, nối CH2, nối COH, nối một nhóm nước H2 ở đây. Và cái hợp chất này của chúng ta nó có chứa hai nhóm COH và chỉ chứa một nhóm nước H2 thôi, cho nên là nó sẽ làm cho quý tím hóa đỏ. Chỉ biết thế cho nên là ý số 4 cũng là một ý đúng. Tiếp theo, ý số 5, thủy phân không hoàn toàn peptide gly tyrosine gly nối lysine nối gly nối phalin nối với tyrosine thì sẽ thu được 6 tripeptide có chứa gly. Và tripeptide thì sẽ có chứa là 3 gốc amino acid và cộng với điều kiện là chứa gly nữa thì chúng ta có thể liệt kê ra luôn. Đây là một đúng không ạ? Tiếp theo, đây là 2 và đây là 3. Gly, ly, gly là 4. Tiếp theo, lysine, gly, phenylalanine là 5.
lysine glyphenin là 5. Và tiếp theo glyphenin tyrosine thì nó sẽ trùng với cái công thức số 1 rồi. Cho nên chúng ta chỉ thu được 1, 2, 3, 4 và 5 tripeptide mà có chứa glycine ở trong phân tử thôi. Cho nên ý số 5 cũng là một ý không được đúng. Tiếp theo ý số 6, cho dung dịch axit nitric đặc vào ống nghiệm chứa albumin thì thấy tạo thành dung dịch màu tím. Trước hết thì có thể là các bạn sẽ thắc mắc cái albumin. Albumin của chúng ta là gì? Nó cũng có chữ min, có thể nó là amin hay chăng? Nhưng mà cái albumin của chúng ta nó là một cái hợp chất rất là thông thường mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là lòng trắng trứng. Và nếu mà xét ở trên cái phương diện hóa học ấy, thì chúng ta sẽ phân loại cái albumin này vào một trong hai loại protein mà chúng ta được biết, đó là protein hình cầu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được biết thêm một số cái loại, các cái loại protein mà chúng ta thông dụng, có thể như là chúng ta đã từng nghe tới, ví dụ như là keratin chẳng hạn. Keratin của chúng ta đấy là chính là thành phần chính của tóc, và nó thì lại được phân vào trong cái protein hình sợi. Và cái điểm khác biệt lớn nhất của hai cái loại protein mà chúng ta biết đến ấy, đó là protein hình cầu và protein hình sợi, thì nó sẽ khác nhau ở một điểm, đó là nó protein hình cầu sẽ tan được trong nước để tạo dung dịch quánh và nhớt, còn cái protein hình sợi thì sẽ không tan được trong nước. Và protein hình sợi thì có rất là nhiều ở trên cơ thể của chúng ta, ví dụ như là keratin của chúng ta là tóc rồi, và các cái cơ, các cái cơ ở trong các cái bó cơ ấy thì đó cũng là protein hình sợi, hay là móng tay móng chân của chúng ta thì đó cũng là protein hình sợi. Và cái này nó cũng lý giải một phần, khi mà chúng ta đốt tóc hay là đốt móng tay móng chân ấy thì sẽ tạo ra mùi khét, bởi vì bản chất của chúng chính là các protein. Và ngoài ra thì nếu mà có ai thắc mắc là ăn trứng thì ăn cái lòng trắng hay là lòng đỏ sẽ nhiều đạm hơn ấy, thì mình xin trực trả lời luôn, đấy là chúng ta ăn lòng trắng trứng thì sẽ có nhiều đạm hơn, nhưng mà chắc là ăn lòng đỏ sẽ bổ hơn. Thấy mẹ mình hay cho mình ăn lòng đỏ. Và chính vì như thế cho nên là chúng ta đi vào vấn đề chính của cái ý số 6 này, đó là cho H2O3 đặc vào ống nghiệm chứa albumin thì thấy tạo thành dung dịch màu tím. Thì cái màu tím đặc trưng ấy, nó là màu tím đặc trưng của, không phải của xứ Huế đâu, nó là đặc trưng của phản ứng màu Biure. Trong hóa học thì chúng ta sẽ được gặp cái màu tím này ở hai cái khá là đặc trưng, đó là màu xanh tím của iốt, và thứ hai đó là màu tím của phản ứng màu Biure này. Và chính vì thế cho nên là khi mà cho H2O đặc vào dung dịch ống nghiệm chứa albumin ý, thì nó sẽ tạo thành kết tủa màu vàng chứ không tạo ra dung dịch màu tím. Cho nên là cái ý số 6 này cũng là một ý sai. Chính vì thế cho nên là câu 8 của chúng ta sẽ chỉ có 3 ý đúng, là các ý 2, 3, 4, và đáp án của câu 8 của chúng ta là đáp án A. Tiếp theo đến câu số 9. Câu số 9 này thì khi mà xem qua cái bảng ấy thì mình cũng có thể đưa ra một nhận xét, đó là mình đánh giá rất là cao những người ra đề ở cái câu số 9 này. Thực ra thì xét ở một cái phương diện nào đấy thì người ta cũng khá là tâm huyết để mà ngồi tính toán các cái thông số và cho chúng ta một cái câu số 9 nhìn có thể nó dài và thoạt nhìn thì người ta có thể nghĩ là phức tạp. Nhưng mà thực ra ở một phương diện ở đấy thì mình thấy là người ra đề cái câu số 9 này người ta khá là giỏi. Bởi vì tự dưng lại cho phần trăm khối lượng của CHO rồi N, rồi cuối cùng lại chốt tất cả bằng cái khối lượng riêng của nó là 75, 89, 147. Thì mình xin được khẳng định luôn là ở trong cái chương trình mà chúng ta học ấy, thì bây giờ bộ đổi mới chúng ta chỉ thi ra chương trình cơ bản thôi,
nhưng mà thầy cô ở một số nơi vẫn sẽ dạy theo chương trình nâng cao. Thì cả chương trình cơ bản và cả chương trình nâng cao ấy, thì các cái amino acid thường gặp của chúng ta nó sẽ chỉ gói gọn cho các cái amino acid đấy thôi. Họ hoàn nắm thì chúng ta có thể gặp thêm cái phenylalanine mà mình vừa nói, hoặc là trong một số bài tập thì có thể nó sẽ đưa thêm một cái liên kết đôi vào đây chẳng hạn. Chứ còn có một khi mà học về các amino acid ấy, thì hầu như là cái khối lượng của các amino acid chúng ta có thể nắm nòng rồi. Ví dụ như 75 thì chúng ta sẽ suy ra luôn đây là glycine. Cứ suy ra thế đi, mình đảm bảo là đúng ấy. 89 thì chúng ta sẽ suy ra đây chính là ala. Và 147 thì nó là glutamic. Và kết hợp với đề bài cho rằng khi mà thủy phân không hoàn toàn P thì người ta thu được hai phân tử XZ và ZY, thì có nghĩa là cái công thức của nó sẽ phải là X nối Z nối với Y, đúng không ạ? Và X, Z, Y chúng ta chính là Gly, Gluala. Và đáp án của chúng ta là đáp án A. Thế thôi, rất là đơn giản. Tiếp theo đến câu số 10. Thì câu số 10 của chúng ta liệt kê cho chúng ta 7 chất và hỏi rằng trong các chất trên thì số peptide là, thì chúng ta sẽ, nếu mà không nhớ thì chúng ta có thể lật lại về cái định nghĩa về peptide. Để mà định nghĩa về peptide thì trước tiên người ta sẽ định nghĩa về liên kết peptide. Liên kết peptide của chúng ta đó là liên kết được xuất phát từ, mình đã nói rồi, nó sẽ xuất phát từ hai cái thành phần của chúng ta đều là các amino acid. Ví dụ như là gly nối với ala chẳng hạn, thì cái liên kết này được gọi là liên kết peptide. Và khi phân tích ra thì nó sẽ là cái liên kết có dạng là CO rồi NH, mà thành phần tạo nên nó là phải từ các alpha amino acid, và tất nhiên là các beta thì không được rồi. Và ví dụ ở trong một cái peptide của chúng ta có ở một trong cái hợp chất, một hợp chất của chúng ta được trùng ngưng lên từ các amino acid chẳng hạn, mà nó có tới N phần tử nhưng mà lại có một phần tử duy nhất thôi, đó là beta amino acid, thì cái hợp chất đấy của chúng ta cũng sẽ không được gọi là peptide. Mà muốn là peptide thì tất cả các cái liên kết CONH ở trong cái hợp chất đấy nó phải là liên kết peptide. Và peptide của chúng ta sẽ được định nghĩa là những hợp chất mà có chứa từ 2 đến 50 liên kết peptide. Và ngoài ra thì cái phần lý thuyết này cũng khá là dài. Và ở trong câu số 10 này thì chúng ta có thể dễ dàng để ý một chút, thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng các cái hợp chất số 2, số 4, số 5 và số 6 không phải là các hợp chất peptide, bởi vì nó chứa các cái liên kết mà không phải là liên kết peptide. Ví dụ như là cái hợp chất số 6 chẳng hạn, chúng ta có thể biểu diện nó ra là CH3 nối N nối H nối C nối đôi O nối CH3. Thì đây không phải là hợp chất peptide, bởi vì nó thậm chí là một cái hợp chất chả liên quan gì, bởi vì hai cái đơn phân tạo nên nó không phải là amino acid. Và chính vì thế cho nên là đáp án ở câu số 10 của chúng ta chính là đáp án C, ba hợp chất. Và các cái hợp chất đó chính là các hợp chất số 1, số 3 và số 7. Kết thúc phần lý thuyết tại đây, chúng ta sẽ tiếp tục với 10 câu bài tập. Mấy câu bài tập của tuần này thì mình thấy rằng ở trên box chat của chúng ta có một cái tranh cãi nổ ra rất là gay gắt giữa các bạn về câu số 16, và nhiều bạn lại còn đổ lỗi cho hệ thống, đó là chấm bài sai hay là có gì đó gọi là khuất tất không đúng ở trong câu 16 này. Thì mình xin được đính chính luôn, đó là cái câu 16 này mình cũng đã xem lại và cũng đã tham khảo ý kiến của chị Diệp rồi. Cái câu 16 này của chúng ta đề bài không có sai đâu. Và lát nữa thì mình sẽ chữa kỹ câu này cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ các cái câu dễ đầu tiên đã. Ví dụ như câu 11 chẳng hạn. Câu 11, chúng ta tính số mol của alanine là chính bằng 178
trên M lớn của alanine là 89, tạo ra con số là 2 mol. Và chúng ta hình dung rằng cứ một amino acid, ví dụ như alanine chẳng hạn, sẽ có công thức là CH3 nối CH nối COH nối NH2. Và khi mà nó tất nhiên là để tạo thành peptide thì nó sẽ phải liên kết với lại một cái amino acid khác, và nó cái quá trình tách cái phân tử nước ra, cái phân tử monomer là nước ra ấy, nó như thế nào thì cũng phụ thuộc vào cái phân tử peptide, phân tử amino acid kia nữa. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi mà một cái đơn phân amino acid như thế này mà muốn trở thành một gốc alanine ở trong X, nhưng mà đề bài như là cái đề bài hỏi rằng phần trăm về khối lượng của gốc alanine ở trong X thì nó sẽ phải tách ra một phân tử nước, tức là mất đi ở cái khối lượng của nó sẽ mất đi 18 đơn vị, hay nói khác đi là chúng ta sẽ suy ra được khối lượng của gốc ala lúc này sẽ chỉ còn là 178 trừ đi 2 nhân với 18, tức là nước đấy, và chỉ còn con số đó là 142. Và đến đây thì chúng ta dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của gốc ala chính bằng 142 mà đem chia cho khối lượng của protein là 500, để ra con số là 28.4%. Rất đơn giản. Đáp án của câu 11 của chúng ta đó là đáp án B. Và chúng ta tránh cái trường hợp nhầm lẫn là chúng ta lấy luôn cái con số 178 này mà chia cho 500 thì sẽ ra đáp án là bằng 35.6. Nhưng mà không có cho đáp án ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ phải tránh để không rơi vào cái trường hợp như thế. Những cái câu này khá là dễ thôi nên chúng ta không được để mất điểm. Tiếp theo là câu số 12. Ở câu số 12 thì đề bài cho là thủy phân 13,32 gram peptide X do N gốc alanine tạo thành. Thì khi mà thủy phân hoàn toàn ở trong môi trường axit thì thu được 16,2 gram alanine duy nhất. Và người ta hỏi rằng X thuộc loại nào. Thì trên thực tế thì cái câu 12 này nó sẽ, cái đề bài của câu 12 này nó sẽ không chuẩn lắm trong cái thực tế mà chúng ta được biết. Đó là khi mà chúng ta thủy phân một peptide ở trong môi trường axit, tức là môi trường H cộng chẳng hạn, thường thì chúng ta sẽ dùng axit để thủy phân, đó là axit HCl, bởi vì nó cũng khá là phổ biến ở trong thực tế. Mà ở trong môi trường H cộng thì các cái peptide chúng ta liên kết peptide liên kết CO nối NH, mà là cái liên kết peptide mà chúng ta nhắc đến từ đầu đến giờ ấy, hay là sau này chúng ta học mở rộng hơn một chút là cái liên kết amid ở trong các cái loại tơ polyamid ấy, hay là trong bài này thì nó là liên kết peptide ở trong các hợp chất peptide hoặc là protein ấy, thì nó khá là kém bền với môi trường và nó dễ dàng bị thủy phân ở trong môi trường axit hoặc là môi trường bazơ để tạo thành các cái đơn phân đã tạo ra nó. Ở trên lý thuyết thì là như thế, nhưng mà khi tạo ra các cái đơn phân tạo ra nó, đó là các amino acid mà chúng ta thủy phân ở trong môi trường acid hay là môi trường kiềm, thì nó sẽ lập tức kết hợp với các cái hợp chất ở trong môi trường đấy và tạo ra muối, chứ không tạo ra alanine duy nhất như mà đề bài cho. Nhưng mà đề bài cho như thế nên chúng ta sẽ làm theo đề bài. Chúng ta tính số mol của alanine là chính bằng 16.02 chia cho khối lượng của alanine là 89, ra con số là 0.18 mol. Và chúng ta viết cái phương trình thủy phân ra alanine, tất cả N lần cộng với nước để tạo thành N phân tử alanine. Và con số ở đây chúng ta sẽ cân bằng là
n-1 ứng tới n-1 liên kết peptide. Và đến đây chúng ta tính ra được suy ra m của nước chính là khối lượng gây ra cái sự tăng lên ấy bằng 16,02 trừ đi 13,32 chính bằng 2,7 gram. Và chúng ta suy ra được số mol của nước chính bằng 0,15 mol. Và chúng ta dễ dàng thấy được cái hệ thức liên hệ giữa số mol của nước và số mol của ananin, đó là N-1 trên N của chúng ta phải bằng 0,15 trên 0,18 và bằng con số đó là 5/6. Và chúng ta tương đương với N bằng 6 có nghĩa là cái hợp chất peptide ban đầu của chúng ta được tạo lên từ 6 gốc ananin. Và tạo lên từ bao nhiêu gốc thì nó sẽ là bấy nhiêu, tức là tên gọi của nó ấy. Thì tạo lên từ 6 gốc amino acid thì tên gọi của nó sẽ phải là loại hexapeptide, tức là đáp án C đúng. Tiếp theo, câu số 13. Câu số 13 thì thực tế nó là một câu mà tương tự với câu số 12, nhưng mà có sự nâng cao hơn một chút thôi. Chúng ta tính được số mol của alan chính bằng 0,25 số mol của ly chính bằng 0,75. Đến đây thì chúng ta có thể dự đoán được luôn, đó là L của Anna trên N của Ly bằng 1/3. Thì suy ra cái hợp chất này của chúng ta nó sẽ phải có dạng là Ala nối với Ly tất cả 3 lần. Và có thể bên ngoài chúng ta là N lần nào đấy. Thì chúng ta thấy rằng hoặc là nó sẽ phải được tạo lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái oligopeptide X của chúng ta ấy, nó hoặc là phải được tạo lên từ 4 gốc amino acid, hoặc là tạo lên từ 8 gốc, hoặc là tạo lên từ 12 gốc gì đấy. Thì ở trong các đáp án của chúng ta chỉ có đáp án B, đó là tetrapeptide thôi. Thì đến đây chúng ta có thể suy luận nhanh là đáp án B đúng. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể đem cái suy luận đấy của chúng ta giải vào thực tế bằng cách đấy là chúng ta lại cộng khối lượng của alanin và glycin vào, rồi trừ đi khối lượng của oligopeptide sẽ ra khối lượng của nước. Và chúng ta thấy được cái tương quan giữa ba cái số mol ala, gly và số mol của nước thì chúng ta sẽ suy ra đó là tetrapeptide. Tiếp theo, câu số 14. Bên này vẫn còn bảng. Câu số 14 thì nó liên quan đến cái phản ứng thủy phân peptide ở trong môi trường kiềm. Và cái phản ứng này nó diễn ra đúng như cái thực tế mà mình vừa nói ở đây, tức là nó sẽ tạo ra muối chứ nó không tạo ra amino acid như là trên lý thuyết chúng ta nói. Và chúng ta sẽ có cái ở cái này thì có lẽ chúng ta sẽ nêu nó ở phần tổng kết, nhưng mà mình sẽ cho một cái công thức nhỏ nhỏ để chúng ta có thể làm được bài. Đó là ví dụ như một peptide và phản ứng với dung dịch NaOH để tạo ra chất rắn và cộng với nước, thì chúng ta sẽ phải điền hệ số vào các cái vị trí này và vị trí này để tiện trong quá trình tính toán. Thì chúng ta có rất là nhiều cách điền hệ số, nhưng mà chúng ta có thể điền vào đây là ví dụ như là mình điền bằng chữ hoàn toàn, đó là số nhóm COH. Và bên này của chúng ta sẽ là số nhóm COH trừ đi số liên kết peptide. Và trong những cái trường hợp đặc biệt ấy, ví dụ như đề bài thường hay yêu cầu chúng ta ở trong một trường hợp đơn giản nhất, đó là các cái peptide này sẽ được tạo lên từ những cái alpha amino acid mà nó chỉ chứa một nhóm NH2,
tức là một nhóm amino và một nhóm carboxin, thì cái hệ số của chúng ta ở đây sẽ là số 1, và số nhóm COH ở đây hệ số của chúng ta chính là N. Hoặc là trong một cái cách khác để chúng ta điền hệ số vào ấy, thì chúng ta có thể điền ở đây là N cộng với X chẳng hạn. Và ở đây của chúng ta chính là N cộng với X, ở đây của chúng ta sẽ là X. Và X của chúng ta là gì? X của chúng ta đó chính là số những cái mắc xích value có trong peptide. Và N của chúng ta đó là số liên kết peptide. Thì về tổng quát mà dễ nhớ nhất ý, thì mình nghĩ có lẽ là chúng ta nên diễn giải bằng lời. Đó là cái đầu tiên này. Và ứng với cái câu 14 này của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể tính được con số đầu tiên, đó là số mol của không tính được cái gì hết. Chúng ta sẽ viết luôn vào cái phương trình đi. Đó là peptide của chúng ta mà đề bài cho rất là đơn giản, đó là được tạo thành từ các amino acid có một nhóm amino và một nhóm carboxin, thì nó sẽ có dạng là peptide mà cộng với lại số nhóm COH của chúng ta, đó chính là chúng ta gọi peptide có dạng đi. Thôi chúng ta viết luôn ở đây. Peptide của chúng ta sẽ có dạng là X tất cả N lần đi. Và lấy cái con số N này, N L chính là số phần số các mắt xích thì tương ứng với N là số các mắt xích ấy, thì chúng ta sẽ có số liên kết peptide để điền vào, hay là số nhóm COH để điền vào, ở đây phải là cộng với NaOH để điền vào của chúng ta là N-1. Ở đây của chúng ta phải là số nhóm COH N-1 mà tạo ra chất rắn cộng với một phân tử nước, hệ số của chúng ta là 1 và chúng ta có đây là 0.1 nhân với N-1 và đây cũng là 0.1, và chúng ta dễ dàng suy ra được khối lượng của chất rắn phải bằng khối lượng tăng lên. Đề bài cho khối lượng tăng là 78.2 gam, phải bằng khối lượng của cái dung dịch NaOH mà chúng ta dùng ấy, trừ đi cái khối lượng của nước, đó không phải là chất rắn, đó là 0.1 nhân với N-1. Và đề bài cho rằng lượng NaOH chúng ta dùng gấp đôi, cho nên chúng ta nhân với 2 nữa, nhân với 40 trừ đi 0.1 mà nhân với 18, thì chúng ta sẽ tính ra đây là phương trình bậc nhất một ẩn. Ở đây chúng ta không có hệ số trừ 1 đâu. Số nhóm COH của chúng ta phải là N nhóm COH. Và con số mà chúng ta tính ra được N sẽ bằng 10. Và dựa vào cái quy ước của chúng ta, N là số mắt các mắt xích, thì suy ra số liên kết peptide. Số liên kết peptide sẽ bằng 10 trừ đi 1 và bằng 9. Nên đáp án của câu 14 của chúng ta chính là đáp án C. Và câu 14 này của chúng ta thì mình nghĩ rằng nếu mà không biết được cái cách cân bằng ấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ nhầm. Bởi vì chỉ cần nhầm một chút thôi thì
tất cả các cái đáp án 20, 10, 9 và 18 này thì chúng ta đều có thể rơi phải. Tiếp theo chúng ta chữa đến câu số 15. Câu số 15, đề bài của chúng ta cho là thủy phân hoàn toàn 60g hỗn hợp 2D peptide thì thu được 63,6 hỗn hợp X gồm các amino acid. Chúng ta thấy rằng khối lượng tăng lên chính là khối lượng của nước rồi. Chúng ta tính luôn khối lượng của nước chính bằng 63,6 trừ đi 60 và bằng 3,6g. Tiếp theo các amino acid của chúng ta thì lại chỉ có một nhóm amino và một nhóm carboxin ở trong phân tử. Và nếu trong 1 phần 10 hỗn hợp X tác dụng với lại dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch, thì khối lượng của ethan thu được là chúng ta sẽ dễ dàng thấy được rằng cái hỗn hợp chỉ gồm 2 dipeptide thì chúng ta tính được số mol của nước đã chính bằng 3,6 chia cho 18 và bằng 0,2 mol dipeptide. Và khi cộng với lại nước thì sẽ tạo thành, chúng ta để ở đây là x tất cả hai lần đi, thì ở đây sẽ tạo ra 2x đúng không? Thực ra cái công thức x tất cả hai lần này là không đúng đâu, chúng ta chỉ quy ước này thôi. Thì nó sẽ cộng với một phân tử nước, bởi vì nó chỉ có một liên kết peptide thôi mà, để tạo ra hai amino acid. Ở đây chúng ta có số mol rồi, 0,2 mol. Ở đây chúng ta sẽ tính được là 0,4 mol. Chính vì thế cho nên là nếu mà cho cái hỗn hợp X này tác dụng với dung dịch HCl dư, cô gạ cẩn thận dung dịch, thì khối lượng muối khan thu được là, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng khi mà cho cái hỗn hợp X đây, hỗn hợp X của chúng ta là gồm các amino acid và tác dụng với lại dung dịch HCl ấy, thì bởi vì nó chỉ chứa một nhóm NH2 và một nhóm carboxin thôi, cho nên tỷ lệ của nó rất là đơn giản, nó sẽ phản ứng theo tỷ lệ là 1:1 suy ra khối lượng của chất rắn chính là khối lượng của X đúng không ạ, cộng với lại khối lượng của HCl là bằng, đề bài của chúng ta cho là 63,6 cộng với 0,4 nhân với 36,5 bằng. Vâng. 78,2g. Và vì đề bài yêu cầu là lấy 1 phần 10 hỗn hợp X thôi, nên là con số mà chúng ta muốn thu được đúng ấy, thì phải chia cho 10, là con số là 7,82g. Đó chính là đáp số. Và câu 15 chúng ta sẽ có đáp án là D. Qua cái thời kỳ nhàn hạ với lại các cái câu từ 11 đến 15 rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu 16. Nó bắt đầu phức tạp hơn một tí thôi. Câu số 16. Câu 16, đề bài của chúng ta cho rằng tripeptide X và tetrapeptide Y đều mạch hở và được tạo lên từ các alpha amino acid có cấu tạo dạng là H2N nối với CXHI nối với COH. Và tổng phần trăm khối lượng của oxy và nitơ ở trong X là 45,88%, ở trong Y là 55,28%. Thì chúng ta trước hết chúng ta có được rằng X là tripeptide. Bây giờ chúng ta sẽ tìm công thức phân tử của X dựa vào cái đơn phân tạo ra nó. Đó là cái đơn phân của nó chúng ta có thể viết lại thành CX cộng 1 HI cộng 3 NO2. Và chúng ta
gọi là chúng ta làm rất là cầu kỳ và chi tiết thôi. Thực tế là chúng ta chỉ cần dùng đến cái nhóm NO2 này mà chẳng cần dùng gì đến X hay Y. Chúng ta sẽ làm đơn giản đi cho nó dễ. Đó là cái một đơn phân thì nó sẽ có chứa một cái gốc NO2, 2 oxy ở trong nhóm carboxin và 1 nitơ ở trong nhóm amino mà nhân lên với lại 3 phần tử để tạo ra tripeptide thì nó sẽ trở thành phần tử là N3O6. Nhưng mà nhân lên với 3 chúng ta cũng không quên bớt đi một hai phân tử nước. Hai phân tử nước thì sẽ có 2 oxy, tức là O2, thì nó sẽ tạo thành cái hợp chất tripeptide của chúng ta, nó sẽ là N3O4. Và chúng ta thêm các cái carbon và hydro vào, CX phải, H Y phải chẳng hạn, và chúng ta có được cái phần trăm của nitơ và oxy ở trong X, đó là đề bài cho là 45.88%, và chúng ta tương đương với 14 nhân với 3 cộng với 16 nhân với 4 chia cho M lớn của X sẽ bằng 0.4588. Và bạn nào nhanh tay thì có thể bấm máy tính giúp mình để ra cái khối lượng lớn của X. Và khối lượng lớn của X chúng ta sẽ dễ dàng tính ra được là 231. Rồi, chúng ta sẽ để con số này lại. Và tiện tay chúng ta sẽ tính luôn cái khối lượng lớn của Y. Khối lượng lớn của Y thì chúng ta cũng sẽ chỉ cần dùng đến cái gốc NO2 thôi. Và chúng ta làm hoàn toàn tương tự, NO2 mà nhân lên với 4 phân tử để tạo ra N4O8. Và chúng ta lại bớt đi 3 phân tử nước, tức là O3, thì nó sẽ chứa 4 phân tử nitơ và 5 phân tử oxy. Và chúng ta lại suy ra được 14 nhân với 4 cộng với 16 nhân với 5, tất cả chia cho M của Y, và con số đề bài cho đó là 2.5528. Và chúng ta tương đương với khối lượng lớn của Y sẽ bằng 246. Và chúng ta cũng có luôn Y, đó là CX2, HY2, N4O5 chẳng hạn. Và đến đây thì chúng ta sẽ có được hai cái phương trình, đó là 12X phải cộng với lại Y phải sẽ bằng 125. Và 12x2 phải cộng với lại y2 phải sẽ bằng 110. Và đến đây thì chúng ta sẽ làm một công việc rất là đơn giản ở trong hóa học hữu cơ, đó là chúng ta chọn X và Y sao cho nó vừa phù hợp vừa thỏa mãn. Đó là cái Y này của chúng ta sẽ phải lấy là số lẻ, và ngoài ra thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được luôn. Ở đây mình sẽ chọn ra cái nghiệm đúng, đó là tương đương với 0.9, chúng ta sẽ lấy bằng 9, y' sẽ còn lại là 17. Và có bạn thắc mắc, thường thì chúng ta sẽ lấy cái con số tổng này này, chúng ta chia cho 12 và chúng ta lấy phần nguyên. Và lấy phần nguyên rồi thì còn bao nhiêu thì chúng ta sẽ quy vào hydro.
Nhưng mà ở trong đây, khi mà chúng ta chia 125 cho 12 thì sẽ ra con số là 10 phẩy mấy đấy. Thì các bạn có thể thắc mắc là tại sao không lấy cái số 10 đấy mà đi lấy số 9. Thì chúng ta có thể giải thích luôn, đấy là nếu mà lấy x phẩy bằng 10 thì y phẩy của chúng ta chỉ còn bằng 5 thôi. Con số 5 là con số quá nhỏ, không thỏa mãn trong cái bài này. Nên chúng ta sẽ lấy nồi số x phẩy một đơn vị là bằng 9 để lấy y phẩy bằng 17. Và chúng ta suy ra luôn, x của chúng ta đó chính là C9 H17 N3 O4. Tương tự như thế chúng ta tìm ra x2 phẩy và y2 phẩy thì có vẻ là đơn giản hơn. Chúng ta lấy tương tự như thế, chúng ta sẽ không lấy x2 phẩy là 9 mà chúng ta lấy x2 phẩy là 8. Thì x2 phẩy của chúng ta sẽ còn là bốn. Và chúng ta suy ra y của chúng ta là C8 H14 N4 O5. Và đến đây có được cái công thức phân tử của x cũng như là của y rồi. Thì chúng ta sẽ tìm ra cái công thức cấu tạo của nó dựa vào những cái dữ kiện mà đề bài cho. Ở trong cái đề lần này ấy, thì cái câu 16 này của chúng ta là một cái câu mà đề bài ra tương đối là chặt chẽ để chúng ta tìm được cái công thức cấu tạo của hai cái peptide X và Y này. Đó là chúng ta thấy được rằng mà trước hết thì chúng ta cứ tính số mol của X và Y rồi đã, không cần phải vội. Chúng ta sẽ suy ra được một phương trình đầu tiên, đó là 231. Chúng ta đặt số mol cái này là x mol, số mol của cái này là y mol chẳng hạn, x y lớn hơn 0, x cộng với lại 246 y thì sẽ được con số, đó là khối lượng của chúng là 32.3 gram. Tiếp theo đó là thủy phân hoàn toàn 32.3 gram hỗn hợp x y cần dùng vừa đủ 400 ml dung dịch natri hydroxit 1.25 m. Thì chúng ta tính được số mol của natri hydroxit đó là 0.4 và nhân với 1.25 ta bằng 0.5. Và đến đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái x của chúng ta đó là tripeptide thì sẽ phản ứng với NaOH theo tỷ lệ là 1:3, và y của chúng ta là tetrapeptide thì tương tự sẽ phản ứng với NaOH theo tỷ lệ là 1:4. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ có phương trình thứ hai, đó là x của chúng ta là tri, đúng không ạ, sẽ là 3x cộng với 4y bằng 0.5. và đến đây thì hệ phương trình này chúng ta sẽ để cho máy tính giải và ra được con số xy. X của chúng ta bằng 1/30 số vô tỉ, y của chúng ta bằng 0.1 mol, một số khá là đẹp. Và có được hai con số này rồi thì chúng ta lại quay ngược lại, khi mà tìm ra được cái công thức phân tử này thì chúng ta sẽ phải tìm ra công thức cấu tạo của nó để tiếp tục giải bài toán này. Đề bài của chúng ta cho rằng sau phản ứng thì thu được cái dung dịch Z này chỉ chứa 3 muối. Và 3 muối thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào Y trước này. Y của chúng ta là tetrapeptide và X của chúng ta là tripeptide. Một tetrapeptide thì có nghĩa là nó sẽ phải chứa 4 gốc amino acid. Thì chúng ta sẽ suy được cái C trung bình của nó ấy, tức là lấy cái lượng carbon này là bằng 8 mà chia cho 4. Thôi mình tự trình bày luôn sang bên bảng này. Set Y là tetrapeptide. Chúng ta sẽ tính luôn ra C trung bình của nó. Mình ký hiệu là C trung bình, tức là số các nguyên tử carbon trung bình. Bình thường thì các thầy cô hay để ra N trung bình, chúng ta sẽ nói là C trung bình cũng được. Là 8 mà chia cho 4 bằng 2. Một con số rất là nhỏ, con số đây là con số nhỏ nhất trong tất cả các amino acid mà chúng ta biết đến. Con số 2 này thì nó sẽ tương đương với glycine, đúng không ạ? Đó là CH2
nối COH nối NH2 và C trung bình bằng 2 thì không thể có con số nào mà nhỏ hơn con số 2 này nữa. Cho nên là chúng ta bắt buộc cái hợp chất Y của chúng ta phải là tetrapeptide của glycine, tức là suy ra Y chúng ta phải là gly tất cả 4 lần. Bởi vì nó không thể có chứa một cái amino acid nào mà có nhiều hơn 2 các có thể ít hơn 2 carbon nữa, mà chỉ có thể chứa 4 phân tử gly thôi. Bởi vì chỉ có cái nghiệm này là thỏa mãn. Tiếp theo thì đến X, chúng ta xét X. X của chúng ta đó là tripeptide. Tripeptide thì C trung bình sẽ bằng 9 mà chia cho 3 là con số bằng 3. 3 thì có nghĩa là nó sẽ sinh ra hai trường hợp. Thứ nhất đấy là cái tripeptide X này của chúng ta sẽ được tạo ra từ 3 amino acid mà có chứa 3 carbon trong phân tử. Mà cụ thể amino acid có chứa 3 carbon trong phân tử ấy, thì chúng ta cũng chỉ có một alpha amino acid thỏa mãn thôi, đó là alanine. Nhưng mà nếu như thế thì chúng ta sẽ sinh ra hai trường hợp, đấy là X là ala tất cả 3 lần đúng không ạ? Và nếu rơi vào cái trường hợp này ấy, thì khi mà cho cái hỗn hợp XY này tác dụng với dung dịch natri hydroxit thì sẽ thu được những muối gì? Nó sẽ thu được những muối, thứ nhất là muối của glycin. X sẽ chỉ cho Y sẽ chỉ cho ra muối của glycin thôi. Và nếu X có công thức là ala 3 thì nó cũng sẽ chỉ cho ra muối của alanin thôi. Và chính vì thế thì chúng ta sẽ thu được hai muối là muối của glycin và muối của alanin, chứ không thu được hỗn hợp gồm có 3 muối nhưng mà đề bài cho đó là hỗn hợp Z chứa 3 muối. Và tất nhiên ở trong trường hợp này cũng không có muối vô cơ nào để chúng ta loại đi. Một số trường hợp thì đề bài có thể trộn thêm vào đây một cái muối vô cơ, ví dụ như là NaCN chẳng hạn, để chúng ta suy ra rằng chỉ còn hai muối hữu cơ thôi. Và chính vì thế cho nên trường hợp ala 3 là sẽ không thỏa mãn. Và nếu nó không thỏa mãn ấy, thì chúng ta chỉ còn trường hợp thứ hai, đấy là cái hợp chất X này cũng phải chứa một cái đơn phân amino acid nào mà nó có ít hơn 3 nguyên tử carbon trong phân tử, có nghĩa là nó phải chứa gly. Mà khi nó chứa gly ấy, thì suy ra X của chúng ta chứa gly. Mà X đã chứa gly rồi thì suy ra là số carbon còn lại, số C còn ấy, thì nó sẽ chỉ còn bằng là 9 mà trừ đi 2 còn 7 thôi. 7 thì không thể chia đều cho hai anh còn lại được. Hai anh còn lại bắt buộc phải khác nhau để tạo ra 3 muối, bởi vì cái muối gly này nó lại trùng với cái muối gly ở bên trên rồi. Cho nên số C còn là 7. 7 thì nó chỉ còn bằng một hệ thức hai số khác nhau, đó là 3 cộng với 4 thôi. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ có công thức cấu tạo của X. X của chúng ta nó sẽ chính là mình sẽ lấy một cái đồng phân gly ala và nối với cái đơn phân còn lại sẽ có 4 carbon, và nó là mình tạm gọi là X phải chẳng hạn. Bởi vì trong chương trình của chúng ta không có đề cập đến cái amino acid, alpha amino acid có 4 carbon này, và chúng ta cái hợp chất này thì chúng ta đã gặp rồi. Ở trên bóc chat thì bạn Quốc Tuấn bạn bảo X phải này của chúng ta là valine. Valine thì không đúng đâu nhé, valine chúng ta có 5 carbon cơ. Và đến đây thì chúng ta dễ dàng tính ra được cái khối lượng chất rắn rồi. Khối lượng chất rắn của chúng ta cái khối lượng muối. Đến đây chúng ta suy ra là cái muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất thì bắt buộc phải là muối của glycine. Và chúng ta đã suy được số mol của muối chính bằng số mol của Y mà nhân với 4 là 0,1 nhân 4 và cộng số mol của X, bởi vì X chỉ chứa một gly thôi, là 1/30 và bằng con số là 13/30, đúng nhỉ? Và chúng ta suy ra được khối lượng của muối là bằng 13/30 mà nhân với lại 75 cộng với khối lượng tăng lên là 22, ra con số là 42,033 vô hạn tuần hoàn đấy, thì nó sẽ gần nhất với đáp án D. Và đáp án được câu 16 của chúng ta là đáp án D.
Một số bạn tranh cãi là tại sao câu 16 của chúng ta đáp án có thể là đáp án A. Thì mình cũng đã xem lại và thấy rằng để mà ra được cái đáp án A ấy thì chúng ta cũng phải đi được hết cái quá trình này và ra được cái số mol. Nhưng mà chúng ta lại nhân với muối. Nếu nhân với muối của kali thì sẽ ra đáp án A. Và tiếp theo chúng ta sẽ chữa đến câu 17. Hôm nay có vẻ chúng ta chữa khá là lâu rồi, nên từ giờ trở đi mình sẽ đẩy nhanh cái tốc độ lên hơn một chút, bởi vì chúng ta chỉ chữa kỹ được câu 16 thôi. Ở câu số 17 thì trước hết là cái thao tác tính số mol ấy, thì mình thấy rằng đề bài của chúng ta cho xấp xỉ hơi bị lớn, nhưng mà chúng ta thôi thì cứ lấy xấp xỉ đi, bởi vì cái chênh lệch của nó cũng không lớn cho lắm. Số mol của HCl chúng ta sẽ lấy xấp xỉ là 0,004 mol. Số mol của NaOH chúng ta lấy xấp xỉ là 0,006 mol. Và ngoài ra ấy thì chúng ta sẽ tính được luôn khối lượng của nitơ ở trong cái phân tử peptid A này chính là bằng 293 mà nhân với lại 14,3% bằng 42. Bằng 42 thì đồng nghĩa với việc là A phải chứa 3 nitơ, đúng không ạ? A chứa 3 nitơ ấy thì nó sẽ, tức là các cái amino acid của chúng ta tối thiểu phải chứa 1 nitơ, nên suy ra A của chúng ta tối đa chỉ là tripeptide thôi, mà hoặc không thì nó có thể là dipeptide mà một trong hai amino acid có chứa 2 nitơ. Nhưng mà cái hợp chất A này của chúng ta đề bài cho rằng nó thủy phân hoàn toàn, không hoàn toàn, thì sẽ thu được hai peptide là B và C. Mà muốn thu được hai peptide thì tối thiểu nó phải là tripeptide. Thì từ hai cái ý đó thì chúng ta sẽ suy ra được là A là tripeptide. Và chúng ta suy ra được luôn B và C thì bắt buộc phải là dipeptide thôi. Tripeptide mà thủy phân không hoàn toàn thì sẽ ra dipeptide. B và C. Và đến đây thì chúng ta lý luận được ra A là tripeptide, B và C là dipeptide rồi ấy. Thì cái phần tính toán về sau nó sẽ rất là đơn giản thôi, cho nên mình cho luôn đáp án của cái câu 17 này là đáp án D. Cả hai cái công thức cấu tạo A và C là đúng. Và có một cái mẹo nhỏ để khi chúng ta làm bài ấy, thì thường là những cái câu mà nó ví dụ như là A và B đều đúng, A và C đều đúng, hay là tất cả các đáp án C đều đúng ấy, thì thường là những đáp án đấy sẽ là đáp án đúng. Tiếp theo là câu 18. Câu 18 theo mình nghĩ là dễ, các bạn cần phải chữa không? Ở câu số 18. Câu số 18 của chúng ta thì đầu tiên chúng ta sẽ, cái việc đầu tiên mà chúng ta làm được ấy, đó là tính được số mol của NaOH và chính bằng 1,56 mol. Mà đề bài lại cho là dùng gấp 2 lần lượng cần thiết, nên chúng ta suy được luôn cái lượng số mol NaOH phản ứng. Nó sẽ bằng 0,78 mol. Và chúng ta tính luôn cái khối lượng của X đó. X là ala, gli, va, ala. Thì các bạn đã biết cái cách tính khối lượng phân tử của những cái peptide như thế này rồi. Đó là chúng ta sẽ cộng khối lượng của tất cả các cái đơn phân tạo ra nó ra và trừ đi cái khối lượng nước. Ví dụ như tetrapeptide thì chúng ta sẽ trừ đi 3 phân tử nước. Và cụ thể thì khối lượng phân tử của X chúng ta sẽ tính ra được bằng 316. Khối lượng phân tử của Y chúng ta sẽ tính ra được bằng
273. Và mặt khác thì đề bài lại cho chúng ta là số mod của x bằng 1/3 lần số mod của y. Thì đến đây chúng ta sẽ viết được luôn phương trình, đó là x của chúng ta phải cộng với 4 là h. Bởi vì nó là tetrapeptide mà. Số mod của nó là x. Thì đây là 4x. Đây, thu được chất rắn. Cụ thể là muối đi, cộng với lại nước. Nước của chúng ta, bởi vì sẽ chỉ có một phân tử nước thôi. Tương tự như thế, y cộng với 3 NaOH để tạo ra chất rắn và nước. Hai chất rắn đây là khác nhau nhé. Đây là 3x, đây sẽ phải là 9x, và đây là x, đây là 3x. Và chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng, dễ dàng bảo toàn khối lượng để tìm ra được x. Chúng ta tương đương với lại x là 316x cộng với 273 nhân 3x cộng với 40 nhân với lại 4x cộng 9x là 13x, và trừ đi 18 nhân với 4x thì phải ra con số mà đề bài không phải rồi. Thì nhầm. Đề bài của chúng ta không cần phải làm như thế này. Đề bài chúng ta lại cho ra cái số mol NaOH phản ứng rồi, cho nên chúng ta sẽ tính ra được luôn. Ok, 78. Và tính ra được luôn là 13x bằng số mol NaOH là bằng 0,78. Và chúng ta tương đương với số mol tương đương với x bằng 0,06. Và đến đây thì chúng ta sẽ tìm ra được luôn tương đương với m chính bằng khối lượng của x cộng với khối lượng của y và bằng 68 và bằng 0,06 nhân với 316 cộng với 273 nhân với 3 nhân với 0,06 ra con số đó là 68,1. Mặt khác thì chúng ta cũng thể tính được ra cái con số x này dựa vào cái khối lượng chất rắn khan là 126,18g mà đề bài cho. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy được rằng đề bài của chúng ta cho thừa một sự kiện là như thế. Và chúng ta chữa tiếp đến câu 19 và câu 20. Câu số 19 của chúng ta ấy, đó là một cái câu mình nghĩ là khá là cơ bản về cái dạng bài tập thủy phân peptide này. Chúng ta sẽ câu này thì mình nghĩ là không thể bỏ được. Số chúng ta sẽ tính ra số mol của ala gly ala cái phương pháp để giải những cái bài mà ở dạng như câu 19 ấy, thì chúng ta sẽ tính ra số mol của tất cả những cái thông số mà đề bài đã cho. Và chúng ta việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là phải tìm ra cái peptide ban đầu mà đề bài người ta đem thủy phân ấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tính ra tất cả các cái số mol mà những cái thông số chúng ta tính được, rồi từ đó còn bảo toàn theo những cái đại lượng đã biết và suy ra những cái đại lượng chưa biết. Và chúng ta sẽ tính ra được số mol của ala gly ala, đó là đầu tiên thì cái thao tác đầu tiên chúng ta nên tính trước hết ra đề thi ấy. Chúng ta lên tính cái khối lượng phân tử của nó ra đã. Bằng 0,06. Số mol của ala gly ala gly
bằng là không phải 144 số mol của ala gly chúng ta có thể lấy máy tính ra và kiểm tra những cái thông số này cùng với mình nhé, là chính bằng không phải 096 mà số mol của chất nữa đó là alagly. Dạng bài tập này thì thầy mình ngày xưa hay gọi nó là dạng bài tập to tay. Đó là 0,216 mol. Tiếp theo khối lượng số mol của alanin. Số mol của alan là bằng 0,12 mol. Số mol của hết các thông số rồi. Đến đây thì chúng ta từ các cái thông số này, chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta phải ghép tất cả các cái hợp chất này để tạo thành cái peptide ban đầu mà chúng ta có được. Đó là ngoài ra thì chúng ta sẽ còn gly nữa. Số mol của nó là 10x và số mol của gly, số mol của nó là x mol. Chúng ta tìm ra peptide ban đầu ấy thì cũng dựa vào cái chuỗi dài nhất này, đó là ala gly ala gly, mà chúng ta thấy được nó sẽ tạo ra được cái ala gly ala rồi. Nó đây, nó chưa tạo ra được cái hợp chất ala gly gly này, cho nên chúng ta phải nối một gly vào đây. Đây chính là peptide ban đầu mà đề bài cho nó là x. Đến đây thì chúng ta sẽ thấy rằng được ở cái hợp chất này nó sẽ chỉ được tạo nên từ alanin và glycin thôi, mà tất cả các cái alanin chúng ta đều có hết rồi, chỉ có glycin là chưa biết thôi. Bài này thì chị Diệp chị cho còn dễ, chỉ có hai thông số thôi. Còn bình thường thì chúng ta có thể gặp ở cái dạng mà nó lớn hơn, ví dụ thì người ta có thể cho glu, cho valin hay là cho phenylalanin là chẳng hạn. Thôi nói chung là không dài dòng nữa, đến đây chúng ta sẽ tính ra số mol của x, tổng số mol, tổng sigma của số mol ala mà chúng ta tính được nó sẽ phải bằng 0,06 nhân 2 cộng với 0,144 nhân 2 cộng tiếp với 0,096 cộng tiếp với 0,216 cộng tiếp với 0,12 và ra con số đó là 0,84 mol. Và chúng ta thấy trong cái peptide của chúng ta ấy, thì nó chứa hai gốc ala, cho nên chúng ta suy ra được số mol của x chia cho 2 thôi, đó là 0,42. Đến đây thì chúng ta lại tiếp tục bảo toàn tập sigma số mol của gly chính bằng 20x cộng với lại x cộng với mật rưỡi trên này, chúng ta tính luôn 0,06 cộng với lại 0,144 nhân 2 cộng với 0,096 nhân 2 cộng tiếp với 0,216 là bằng 0. Và sẽ bằng 0,42 và nhân 13 sẽ bằng 1,26. Đến đây chúng ta tìm ra x. Là bằng 0,024. Và dễ dàng tính ra được
tổng khối lượng của gly và glycine là đáp án B. Và cuối cùng chúng ta sẽ chữa đến câu 20. Chúng ta sẽ chữa nhanh thôi bởi vì thời gian của chúng ta bị âm quá nhiều rồi. Có lẽ là phải khấu vào tuần sau. Câu số 20. Câu số 20, trước hết thì mình sẽ được nhận xét ở cái câu số 20. Ở trong cái đề bài cho lần này ấy, thì mình thấy là có hai câu gọi là trên mức bình thường, đó là câu số 16 và câu số 20. Nhưng mà nếu xét về cái độ khó của dạng bài tập peptide ở trong đề thi quốc gia lần này ấy, thì có lẽ là những cái câu này nói chung là nó cũng chưa đến nỗi khó lắm, mà nó mới chỉ ở mức bình thường thôi. Nhưng mà tuần này thì mình rất là hoan nghênh tinh thần làm bài các bạn, có rất là nhiều bạn được điểm tối đa. Cụ thể thì mình thấy một bạn đứng top mấy tuần rồi, bạn em tên Doc á, bạn xem là bạn ấy thông minh không như cái tên đâu, nhưng mà mình cũng không biết ở cái câu 20 này thì các bạn đưa ra cách giải như thế nào. Có lẽ một số bạn biết làm rồi ấy, thì mình cũng muốn nói là có lẽ là chúng ta nên chú ý vào cách giải, có lẽ là sẽ biết được cái cách giải hay hơn. Còn những bạn chưa biết làm thì có lẽ là chúng ta cũng nên tập trung hơn, vì câu 20 này chúng ta sẽ giải bằng phương pháp Q về dipeptide. Cụ thể thì những cái dạng bài nào mà chúng ta có thể nghĩ về cái cách Q về dipeptide này, thường thì đó là những cái bài mà cái peptide mà người ta cho là những cái peptide mà nó thường bất định ấy. Ví dụ như đề bài câu 20 cho là đốt cháy hỗn hợp gồm peptide X và peptide Y, chẳng biết là tetra di peptide hay là tri peptide, hoặc là đốt cháy những cái dạng bài mà người ta hay cho, ví dụ như peptide X và peptide Y có chứa tổng số 13 liên kết peptide ở trong phân tử chẳng hạn, thì những cái dạng đấy chúng ta có thể nghĩ đến cái cách làm này. Và đến đây thì mà mình giải thích luôn tại sao chúng ta lại quy về dipeptide. Dipeptide thì nó có một cái đặc biệt hơn các cái peptide khác ở chỗ đấy là ngoài ra thì chỉ quy về dipeptide ở trong những cái dạng bài mà như câu 20 của chúng ta, đó là X và Y đều được tạo thành từ các amino acid no mạch hở, có một nhóm COH và một nhóm NH2. Đó thì tại sao nó đặc biệt hơn? Bởi vì các cái amino acid no lên trước mạch hở ấy, thì nó sẽ có cái dạng cấu tạo là CnH2n+1NO2. Cái này thì chúng ta đã biết từ trước rồi. Và muốn là dipeptide ấy, thì chúng ta xây dựng luôn công thức của nó: C2NH4n+2NH2O4, đúng không ạ? Và bớt đi một phân tử nước để tạo thành hợp chất có dạng là C2NH4n+2O3. Và chúng ta thấy được điểm đặc biệt của dipeptide, đó là cái lượng hydro này nó luôn luôn gấp đôi cái lượng carbon của chúng ta. Tức là khi mà đốt cháy cái dipeptide ấy, thì nó sẽ tạo ra lượng nước và CO2 là như nhau. Và bài 20 này sau khi quy về dipeptide thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được cái sự ưu việt của nó. Đề bài của chúng ta cho rằng đốt hỗn hợp gồm có X và Y, hay cụ thể chúng ta có thể quy nó về hỗn hợp gồm có CH, O và N chẳng hạn, thu được nước nitơ thì chúng ta không tính rồi, coi như là không động đến đi. Nước của chúng ta là 0,34 mol và CO2 của chúng ta là 0,38 mol. Chúng ta thấy như thế nào ạ? Trên thực tế chúng ta đốt X và Y thì cái lượng nước và lượng CO2 là không bằng nhau, và nó cụ thể là CO2 của chúng ta nhiều hơn nước, và
chênh nhau suy ra cái lượng chênh chúng ta là 0,04 mol đúng không ạ? Mà trên thực tế khi mà chúng ta quy về dipeptide ấy thì cái lượng nước và cái lượng CO2 ấy nó đốt nó sẽ phải cho ra cái thông số là bằng nhau, bởi vì chúng ta dễ dàng thấy CN C2NH4N N2O3 cộng với lại oxy để tạo thành 2N phân tử khí CO2, 2N phân tử nước. Các bạn thấy bằng nhau chưa? Và cộng với một phân tử nitơ cân bằng lên, chúng ta có đây là 6N trừ 3 tất cả chia 2. Đấy, lượng nước và lượng CO2 luôn luôn bằng nhau. Cho nên là khi quy về dipeptide thì chúng ta sẽ suy ra số mol của nước bị mất đi đó chính phải bằng 0,38 trừ đi 0,34 và bằng 0,04 mol. Tại sao lại gọi là lượng nước mất đi ạ? Đó có nghĩa là cái lượng nước này chính là cái lượng nước chênh lệch của cái hỗn hợp khi mà chúng ta quy về dipeptide ấy và cái hỗn hợp thực tế, có nghĩa là cái khối lượng nó chênh lệch nhau như thế nào, nó sẽ chênh lệch nhau chính bằng 0,04 mol nước này. Và chúng ta sẽ suy ra được luôn khối lượng của hỗn hợp dipeptide, tức là cái khối lượng của cái hỗn hợp mà chúng ta quy về sẽ chính bằng 0,04 nhân với 18 cộng với khối lượng của cái hỗn hợp mà chúng ta đã có, đó là 9,92, và ra một con số đó là 10,64. Và đến đây thì chúng ta có thể lắp ghép vào với cái phương trình này để chúng ta suy ra được 0,38 chia cho 2N mà nhân với lại 28N cộng với 0,6 chính bằng 10,64. Đến đây thì chúng ta sẽ tìm ra được N chúng ta có thể để công việc tìm N này cho máy tính và chết rồi. Để đây chúng ta sẽ giải luôn đi cho nhanh, tương đương với lại 0,19 chia cho N, đây là 5,32 N cộng với lại 14 chính bằng 10,64 N. Đúng rồi. À, chết rồi. Biểu thức này chúng ta bị nhầm rồi. Ở đây thì chúng ta đã có được cái khối lượng rồi. Và chúng ta sẽ suy ra được cái biểu thức, đó là
chia ra n trung bình của chúng ta chính bằng 19/7. Cái n trung bình của chúng ta ở kia ấy, bằng 19/7. Và đến đây thì chúng ta sẽ suy ra được số mol của hỗn hợp dipeptide. Nó sẽ chính bằng 0.07 mol. Và đến đây thì chúng ta tính ra được số mol của hỗn hợp dipeptide rồi, thì chúng ta sẽ tính ra được số mol của chúng ta tạm gọi là các gốc amino acid đi, chính bằng 0.07 dipeptide mà chúng ta sẽ nhân lên 12 bằng 0.14 mol. Và chúng ta sẽ có một cái nhận xét đấy là khi cho cái hỗn hợp gồm có X và Y ấy, mà tác dụng với dung dịch NaOH thì cái khối lượng của muối thu được nó cũng chính bằng khối lượng của hỗn hợp dipeptide này tác dụng với NaOH, hay là nó cũng chính bằng cái khối lượng của các gốc này tác dụng với dung dịch NaOH, có nghĩa là cái khối lượng chất rắn nó thu được như nhau và được bảo toàn, và chúng ta tương đương với con số đó là khối lượng muối sẽ chính phải bằng dipeptide. Chúng ta biết phương trình rất là dễ, mà cộng với NaOH để tạo ra muối, cộng với lại gốc chứ, cộng với nước, một phần tử nước. Ở đây chúng ta có số mol là 0.14, ở đây chúng ta có khối lượng là 0.14 mol, và nước của chúng ta cũng là 0.14. Còn khi chúng ta nên để đi phép tít thì đơn giản hơn, cộng với 2.07. Và chúng ta suy ra khối lượng của muối dựa vào bảo toàn khối lượng, hoặc là dùng tăng giảm khối lượng cũng được, nó sẽ chính bằng 10.64 cộng với 0.14 nhân với 40 trừ đi 0.07 nhân 18. Bằng 14.98 gam. Và con số 14.98 gam này của chúng ta nó gần nhất với đáp án A, nó là 15 gam. Và đáp án đó là câu 20. Chúng ta đáp án A. Vâng. Đáp án của câu 20 này chúng ta đã biết được thì nó cũng tương đương với cái việc là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi giải bài tập về thủy phân peptide của ngày hôm nay. Và không biết là có bạn nào đòi mình cái phần tổng kết của ngày hôm nay không ạ? Hôm nay chúng ta đã làm quá là âm thời gian rồi, cho nên là cái phần tổng kết có lẽ là mình sẽ nợ sang tuần sau, và chúng ta sẽ cùng mấy buổi sau chúng ta sẽ đưa ra phần tổng kết. Và đến đây thì mình xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Rất vui được cùng chia sẻ với các bạn trong suốt buổi làm việc ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.